vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và Ngọc Hương tin là hẳn quý vị khán giả cũng đang nóng lòng giống như Ngọc Hương, chờ đợi xem ngày hôm nay đầu bếp Thanh Huy sẽ hướng dẫn cho tất cả chúng ta món ăn gì. Dạ dạ, anh nghĩ là món ăn ngon không những thu hút các bé mà Ngọc Hương còn thích hơn các bé nữa đó nha. Thì đúng rồi mà anh Huy, món ăn ngon cho các bé ăn ngon, người lớn cũng ăn ngon, cả nhà ăn ngon, ai cũng vui. Thôi được rồi, với điều kiện là em phải trả lời 4 câu đố của anh. Trời, 4 câu đố luôn hả anh Huy? Sao mà vất vả quá vậy? Nhưng mà anh nghĩ là em đủ khả năng mà. Ừ. Câu thứ nhất, chân gần đầu, râu gần mắt, lưng thì co gấp mà bơi rất là tài, là con gì? Đó là con tôm. Ừ, giỏi quá. Câu thứ hai, mình trắng trắng ngà, củ thì chia tép, dùng để khử dầu trong các món chiên, là củ gì? Em biết luôn, đó là củ tỏi. Ừ, vậy thôi, câu thứ ba anh đúng luôn. Ngày xưa, khi mọi lời dành đều chưa có tên, Ngọc Hoàng bèn gọi chầu về để tặng tên. Tất cả từ cây cổ thụ nè đến loài hoa sinh đều có một tên rất là đẹp. Đến một loài cây nhỏ nhỏ xanh xanh bước tới. Rồi để em kể tiếp nha. Quý vị khán giả biết không, khi mà trống dục liên hồi á tan chầu, Ngọc Hoàng ấp a ấp úng mới bật ra thì là thì là. Thế là loài rau này từ đó về sau mang tên là thì là. Chắc là quý vị khán giả cũng sẽ nói giống như Ngọc Hương vậy đó, không biết là đúng không anh Huy? Ngọc Hương rất là giỏi và em cũng đã tiết lộ những nguyên liệu của món ăn ngày hôm nay rồi đó. Mà nãy anh Huy nói chơi 4 câu đố, còn câu nữa đâu? Ừ, chỉ có 3 câu thôi. Anh Huy đánh lừa Ngọc Hương đúng không? Mà anh Huy ơi, món hè đa sắc chế biến trong tích tắc ngày hôm nay là tôm, tỏi, thì là đúng không? Chính xác rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món ngon tích tắc trong ngày hôm nay với tên gọi là viên tôm chiên tỏi thì là. Để chế biến món này, chúng ta cần có 100g tôm hấp, 300g khoai tây, tỏi thì là, trứng gà, bột mì, bột xù, một số gia vị thông dụng và không thể thiếu sốt mayonnaise Lisa. Trước hết là khoai tây này, chúng ta luộc thật là chín. Và anh Huy đã luộc rồi, Ngọc Hương chỉ giúp anh là lột bỏ phần vỏ thôi ha. Dạ. Tôm hấp này chúng ta sẽ cắt hạt lựu, sau đó ướp với gia vị. Bây giờ thì là này anh cắt nhuyễn ra một chút xíu, mình sẽ ướp với tôm nha. Dạ. Phần thì là anh sẽ cho vô trong tôm luôn. Tỏi này anh cũng đã luộc sẵn rồi, chúng ta sẽ tán chung cùng với khoai tây. Mà anh Huy ơi, sao em thấy á, những cái món ăn á, thường á, tỏi á là chúng ta để sống, mà bây giờ thì mình phải luộc hả anh Huy? Ừ, tỏi chúng ta luộc chín như thế này để cho làm giảm cái mùi hăng, và tỏi sẽ có cái hương vị rất là dịu thơm, làm cho món ăn được thơm ngon hơn đó Ngọc Hương. À hay quá. Khi mà tán xong thì anh cũng cho vô đây một chút xíu muối nè, chút xíu tiêu. Ngọc Hương đảo đều cho anh. Kính thưa quý vị, sau khi cắt hạt lựu tôm xong, chúng ta cũng sẽ ướp khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, một chút xíu tiêu. Chúng ta sẽ đảo đều tôm lên cho thấm gia vị quý vị nhé. Trong đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ đập quả trứng này ra, đánh đều lên. Đây, anh sẽ đánh đều trứng này lên. Ngọc Hương nè, bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho em cách tạo hình ha. Dạ. Đầu tiên là xoa tay một ít bột mì, rồi rắc ra dĩa. Em sẽ lấy khoai này, chúng ta sẽ cho nhân tôm vào. Sốt mayonnaise Lisa anh cũng sẽ cho vô luôn. Chúng ta sẽ giữ lạnh sốt mayonnaise này trong tủ lạnh trước khi đem ra làm, để dễ tạo hình đó Ngọc Hương. Dạ. Bây giờ anh sẽ Vo viên lại. Đúng rồi. Chúng ta sẽ sử dụng bột mì để không bị dính tay ha. Dạ. Rồi Ngọc Hương có thể tạo hình gì mình tùy thích. À, nhưng mà anh thì anh thích tạo hình những cái quả lê, quả mận ha. Dạ. Công đoạn tiếp theo là sẽ lăn qua trứng rồi lăn qua bột xù. Rồi, lăn qua trứng gà nè. Rồi, lăn qua bột xù. Dạ. Lúc này chúng ta sẽ tạo hình lại cho đẹp hơn. Đây. Bây giờ thì dầu đã nóng rồi, chúng ta sẽ cho khoai tây nhẹ nhàng vô. Đây, em kiểm tra lửa vừa thôi, đừng cho nóng quá. Quý vị khán giả thân mến, khi chiên thì chúng ta lưu ý là canh lửa để khoai tây không bị vỡ và sốt không bị chảy ra ngoài quý vị nhé. Khoai đã vừa chín tới rồi, anh sẽ cho ra đây. Chỉ cần một công đoạn cuối cùng là chúng ta cho cuốn ớt này nè, ráp vô cái quả lê chúng ta thì sẽ có một cái quả lê y như thật. Rồi ngoài ra anh cho thêm
một ít xanh xanh bên đây nữa cho nó đẹp nè. Hoan hô anh Huy. Như vậy là món ăn đã hoàn tất rồi. Hoan hô anh Huy. Em định em qua dĩa đi đâu vậy? Đồng Hương nè. Anh thì... chỉ cho em thử một quả lê mà thôi. Thì em thấy anh Huy làm thứ nhất là vừa ngon mắt nè, mà mùi thơm á thì cũng hấp dẫn. Em định về nhà thử mình luôn. Chọc anh Huy thôi. Thấy anh Huy làm căng quá chừng à. Em không có cướp thành quả của anh Huy đâu. Còn hai quả lê, mỗi người một quả nha. Rồi, anh đồng ý với em. Bây giờ anh sẽ lấy những quả lê còn lại để mời em nha. Nè, Ngọc Hương ơi, anh đã chuẩn bị sẵn cho em để em thử nha. Đây. Em rất là thích ăn sốt Marzonelisa. Nhìn một quả lê vàng thơm, phải ăn thử miếng mới được. Wow, thật là lạ đó anh Huy. Sốt Marzonelisa nè, kết hợp với nhân tôm, thơm mùi thì là với khoai tây nữa. Em nghĩ á, kiểu này á chắc em phải trồng nguyên vườn lê luôn quá. Món hè đa sắc. Quý vị khán giả thân mến, lại thêm một món hè đa sắc để có thể làm phong phú thực đơn cho gia đình mình. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Và thưa quý vị, đừng quên gửi thư về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.